bên đây bên đây cho bánh lợn là anh bánh luôn bên đây bánh lợn hồng mơ dương mình đã đắp trang huynh lòng mang càng khẩn ngỡ thơm quá à. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Nguyễn Chí Hải. Thì hôm nay mình sẽ công bố với tính thật của Quốc Nghĩa nha mọi người. Gì nữa à? Lai với son quá vậy. Thì biệt danh của anh này là Bài Thống. Bãi thông. Phải rồi, mình lỗi giới tính được rồi. Có con rồi, ai sợ giới tính thật nữa đâu. Thì theo như tất cả mọi người yêu cầu đi. Một màn cho anh danh cho Nhật Quy và Mỹ Xuân. Anh Xuân đây hả? Em ở đây. Nhật Quy. Vua Si. Thì không để mọi người giờ chờ lâu và thắc mắc. Thì Gì vậy? Trời cái ba đó. Làm hết hổng chứ. Nhật Quy à. Mẹ con. Nhìn. Bật cái lò anh coi. Bật cái lò lên. Bật cái lò lên. Mẹ. Trời. Alo anh Quy ra đi chơi rồi bộ. Mà không biết có nghe không nó báo mà trời ơi là trời. Lên cái bộ. Điện lại cái bộ. Cái bộ kìa. Dán cái tóc này. Mày ăn mà chùi vô áo tao hả vậy? Còn ba... Mày nhắm mày làm được không mày làm? Mày làm đi vậy đi! Trời đất ơi! Ông nội, quánh nhẹ nhẹ thôi, quánh mặt. Chết luôn á! Cái anh Quy chưa la đó, quánh nhỏ chứ. Ai cho anh Quy cho anh sao vậy? chết luôn á. Trời ơi, 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 dỗ cảm ở đây. Nước tới luôn dạ. Phải tính tiền. Phải mà tính tiền. Phải vô cảnh là cảnh tính tiền. Như két. Anh Phạm bữa nào bấm vậy? Bữa nào cũng qua nói đãi nhưng mà tính tiền tới chứ không tiền. Trời ơi. Không bữa nào tí tao nên tao phải đẹp chứ nhé. Cho mỏi đâu tép. Cho mỏi tép. À muối phu. Chị sao mày cha hàng mua hơn người ta thấy nó nóng mày chưa mà chơi vậy ra một bơm cái hàng nó này sử dụng được đi ăn ngốc rượu xưa thì thầy nhanh rồi. Ngốc chai, con hổ. Cái này sao nó chùi với bà. 6 hours later.
tao nói được. Trong cuộc đời tao ghét nhất mọi thứ mà nói mà không bao giờ nghe. Đó thiệt luôn. Cái gì? Thật hoài luôn. Để qua nói thôi thì bây giờ ở nhà để được đi. Đi chơi với mấy người đó làm chi? Tại người ta dân này kia cái ghê lắm chứ mình. Mình gái mình giữ ý tứ mình lại. Ta thứ giữ không? Tao không muốn chửi ai đầu bò nghe. Nói thì chưa quýnh gái nha. Cái này nóng mà quýnh thiệt không chứ. Tại vì mình nói không nghe biết sao giờ. Ai mốt mà mình dạy thì không nói gì. Đi chơi. Ủa đâu chắc biết rồi. Em đi nói lại lắm đi. Mình nói này gì đó đi chơi giống như kiểu như người ta. Mặt con quà. Nói tới rồi mặt con. Nó lì lắm á. Vậy đó. Mày nói mày lì nhất luôn. Đi đi mốt. Mày á. Xong á giờ qua ra nói bây giờ bên bị bên kia nói nó nặng nó nhẹ đi đi ra đi chơi xong không chi tiền. Trong khi đó bên kia người ta chơi sao không chịu để ý cách ta chơi người ta chơi lại mình nói vậy thì không phải về đây cái hai mét đi chơi với bên kia nó không chịu ra tiền mắc ra tiền đi chơi cái nó lên dắt lên tới này chơi đãi đùng cho đã vô rồi cái nó về dưới cái nó nói mà nó nói thậm tệ trên này cái mày cũng vui lên đây nè lên đây ăn cho đã cho đầy đủ ngập mặt xong rồi đi đứng sau lưng nói xấu mẹ cũng đi chơi được. Phải không nói tới tao, nói tao tới giờ tao ba tao quýnh luôn không đầm, đầm. Mày còn cái gì đâu để nói. Đó, còn gì đâu nói. Ừ mà ai nghĩ tới mày anh. Nói không nghe. Nói không nghe. Em có nhảy. Cái gì? Ai hút cái bọn này. Cậu này em muốn không quá trời anh. Ba này á cho mà. Chỉ dạy thì không đâu nghe. Mà lo tối ngày, đáp sốc không à. Tin tưởng ta. Tốt với mày không? Tao tốt với mày không? Mặc là như châu. Mấy chị tốt á. Tao tốt. Tốt mà đi chơi. Nói tụi béo á. Đi đai mỗi đêm gì nó không cho tiền cách nào hết trơn. Không cho gì đó. Cũng làm á. Không cho nhận đồng nào hết trơn. Đó vậy đó. Chịu không? Bạn gáp sức lao động. Bán buôn mà nó không lấy. Cũng bán trên đó lấy đến không? Nói mày mà cần. Cần lại thằng chó này. Em không có cần giả mày giả hơi bị đau rồi đó. Xin lỗi. Tao mày muốn theo tao hơn là tao cho mày đi theo luôn rồi. Đây mày không tin đâu. Mày nghe không? Tao giả cho mày bây giờ. Đi chơi với ba xong cái về đồn. Nói mình trúng 3 tấm 9 triệu. 9 triệu. Đệ nhất 30 triệu trúng 3 tấm dắt anh em đi massage. Nói chuyện nghe như được. Mày có bản giới đó. Đây, ơi, rồi nói tao á đi kêu gọi từ thiện xong rồi á cho người ta có gói mì mà lấy 100 triệu. Nói cho người ta. Ừ. Có không? Tụi ba quýnh luôn bây giờ có không? Coi có không? Hello giờ mấy này tốt với mày là trai hết á gì à? Ừ. Hả? Có mà anh nói vui thôi. Chưa, chờ mày vui mày nói vui, hỏi thải vui không? Mà không vui sớm giờ. Vui ghê luôn kìa. Cậu cười giống vậy? Tao nghĩ vui. Mày vui ở chỗ nào? Thì em biết rồi đấy, có anh Tiết chơi rồi. Người ta đồn, tao nói tùm lum. Gì còn tính đi chơi chung nữa hả? Trời ơi là trời, mình còn tính chơi chung nữa trời ơi là trời. Bỏ đi. Quánh cái bàn tay anh Cảnh. Ông ngoại. Ông ngoại đó mày sao? Lai ông ngoại cũng trả tiền chứ, ông trả tiền đâu có giật chồng của mày không? Nó cho tiền cái nào? Nè. Nói á mày, nó nói á, rồi nó nói gì nè, nó nói á, nó đăng like cái hai chồng rồi hung hoài ăn cho ăn cơm chó. Đúng bà đó, có đâu. Nói để nó bắp vú cho bé hoài luôn. Trời ơi là trời. Mày cười không? Rồi mình không cho anh trái ăn á, nói mình ích kỷ. Trời ơi. Không cho ăn cái miếng nào luôn. Nhiều hình mấy cậu gâu tao không có gâu cạo. Vậy nói ông không cho tiền, cái nó cạo cái chân mày chứ giữa. Cái thằng đó là trời. Ông lợi ơi, thùng cho bà. Ông lợi. Thật cái bực như đây. Gọi nói là nhẽ, gọi nói nhẽ thà tha son bỏ chứ không cho nó cái son nào. Thấy không thay mặt mày kìa. Là bỏ luôn á. Con ác trên trời. Con ác. Gọi nói con Ly á cái bữa mà bơm đồ á không binh á. Ta binh nó cỡ đó đó. Nói chỗ em luôn rồi. Mày nói chỗ em luôn rồi. Cũng chưa ai trường lật hả? Gì? Tao còn nghe nó nói thằng Lật á. Bây giờ đi chơi với Vẫn. Ừ, dạ gái mà mày đặt cái hồ ngoại tao. Rồi đấy cậu ngoại nó dắt mày nào vô nói mày về ngoại tình nữa đó. Đó bà nội nè. Rồi. Tao giết mày. Rồi, mày, 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 mày,
được chưa? Không có theo nữa đâu. Để chơi nhưng mà ta tưởng thiệt rồi sao? Tao nói bữa nay á, nó thiệt á, mà tao đóng lên cái ca rồi tao quay con mày rồi. Cái ca đòi tiền đó. Gì em múc nó cho nó nghe làm gì với bà? Bên không, mày bên nó hơi tao giọng cho mặt. Bên kia múc nó cho nó nghe nó làm gì đi. Mày nhắm mày bên nó chơi cái bạc nào không? Đó ông nội. Tao nói vậy á, nhưng mà tao thấy mày đâu, tao móc cổ họng mày đó, đẹp thế. Nói không chịu nghe đâu. Mà Bình nó hồi lấy cầm như muốn xích cổ hai đứa bay luôn. Trời ơi. Nội vậy. Mà quýnh nó nhiều luôn. Thôi mà. Lên rồi quýnh nó nhiều luôn. Lên rồi quýnh lại là anh quýnh nó luôn. Bình là quýnh nó luôn. Bình là quýnh nó luôn. Bình là quýnh nó luôn. Ở đâu đi. Ở đâu đi. Bà này đi chặt, nghe mất nói nó nghe. Bình là quýnh nó luôn á. Mẹ chứ chơi. Nghe không? Thì nó chơi người ta tưởng thiệt rồi sao? Rồi đầu tao đồn, cái tem này nói sao? Nói mấy ngày là xấu xí với mày. Đi bỏ muốn đồng ra nói gì xấu xí với mày hả? Tao hủy gì khóc. Nói hết chứ em có nói cỡ đó đâu. Nhưng mà tao nghe tao nói lỡ. Sao người ta nói lỡ? Không nói nghe làm gì? Làm á. Mày á. Làm không suy nghĩ. Làm á. Mày muốn nghĩ gì nào nghĩ. Hải có nói gì mày không? Mà mày nói không có thời gian cho mày hết trơn. Trời ơi trời ơi, làm vậy mà nói gì sao không biết suy nghĩ gì? Nói bóc nạt chứ. Cái gì mà bóng đẹp bóng đồ xin 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 nói gì trời bóng đồ xin lao động lao động nghỉ đi nói một ngày lai á mười mấy tiếng mà không cơm cơm ủa tính ra lại cũng tiền mấy à tiền mấy tiếng mấy tiếng là ai đâu có mày á có mày nhắc mày Bình quá Bình gì em Út nói nó nghe bây giờ tao nghe nó nói gì thế này mày luôn á mày kêu ngồi xuống mày ngồi nói chuyện với nó coi. Nó nói anh Quy á, mày nói thương em vậy chứ đối xử em như quần què à tê. Mày tao đồn nguyên cái lắc này tao biết luôn á. Cái lắc á. Mày biết cái trái lắc này là ở đâu không? Trời hết nước Việt Nam sang nước ngoài. Đột vô mặt nội à. Ông nội. Nói mấy lần rồi đâu phải. Nói tao trời sao trời nghe được á. Nó giả mặt mẹ. Trời. Kinh đó chỉ dạy cho nó giờ chỉ kể người luôn kìa. Trời ơi. Không gặp. Rồi. Chẳng dạy nó chỉ nó tiền đi thì thế đó. Thằng ơi. Kể vậy. Rồi chuyện nhà nó giờ anh em ngồi nói nghe chuyện bữa nay động tay chân với ba. Nói đâu nghe nói vậy. Bữa nào mấy tao nghe đầy lỗ tai hết rồi, mấy tao mới kêu ra nói. Nó lỡ chuyện nói nó lỡ lời nói nó tự nhiên đó anh em động tay động chân nhau. Nói mấy lần à. Mày tính đi, tao thương nó cả nào mà nói vậy đó. Nó đồn tới trên nhà tao còn biết kìa. Vậy con cũng chi hả? Chi. Rồi bỏ đi Hải. À đúng rồi. Trời ơi. Ba này sao ba? Dạ. Đó rồi. Ê, biết dở dọn lên chỗ rồi. Chiếc queo bây giờ kha kha. Trời chặt đi, chặt cho cái tay xuống nào. Ủa thôi. Đó đâu? Đó. Khóc hả? Đó, nó chọt chỏ vô mặt kìa, nó chọt chỏ vô mặt. Mày nói sao ông ngoại ơi, ráng bán nữa cho con đi sửa lỗ mũi. Giờ hết tao đụng cây vô lỗ mũi mày á, nó cho mày sửa. Để không từ từ nói mấy ba đụng tay đụng chân rồi, có gì không? Từ không? Từ không? Còn mấy mày biết hết chứ? Từ hoài vậy? Hả, từ hoài vậy? Nói chữ tới tới. Thôi thôi, thôi bỏ đi, cái mặt mày á. Chết queo con người ta. Chết queo con người ta. Quýnh gì vậy, ông ngoại ơi, quýnh gì vậy? Chết tôi béo vậy? Quýnh gì đâu, quýnh tàn ác như vậy? Bỏ đây. Ai có cái bản gì bản gì? Cưng nữa. Đi ngang mặt tao thử cái coi. Tao giả một cái hồng nâu con mắt tao mới sợ. Thôi mày đi sợ đồ sợ sao? Đi bản đi. Sợ cả. Sợ đâu? Mày đi đường nào? Mày ngồi xuống nè, mày ngồi xuống hết đi. Đóng bình đi nha. Bây giờ mày bản đây mày. Mày muốn bình phải không? Mày ngồi xuống mà nói chuyện với nó coi, nói sao cho nghe được coi. Đó. Còn không biết xin lỗi. Còn nhìn còn không biết lỗi mà giờ nhau nữa tao giả mặt vô chủ mày. Nào bên bữa nay nào bên bữa luôn. Trời.
Anh chị ta bên Hàn Quốc còn hỏi kìa. Đừng tấn nước ngoài. Không có chỗ là chờ. Vì lan rộng với chợ. Nó nói bộ bảnh đi. Đi đây đi bảnh đi. Ta hỏi bộ lắc này có chuyện gì vậy? Một miệng biết là nhiều người biết. Ta hỏi cái bộ con ngoại bắt Mỹ Sưng lai dữ lắm mà không cho tiền Mỹ Sưng gì hết trơn. Nó nói tôi là không có đồ mặc luôn. Mà đặt đồ như là thầy. Cây mình nói một cây quốc mày vậy. Hay quá. Lai cái nào lai nào cũng có tiền hết trơn mà nó không có. Là tao tức rồi đó. Gì bảnh đi, đứng đây lắc có chuyện nữa bây giờ nè. Cái đó không có. Không tiền chắc lai được hoài. Nói gần máu tèn sữa lỗ mũi giờ là sữa tôi lộn ra lỗ mũi bây giờ. Đây đây bạn này. Đây. Thì thấy người ta thương em thì em đi chơi chung thôi chứ em có làm gì đâu. Thương cái hai cho chuyện nó vậy. Rồi thương, má ơi, má thương được bao nhiêu lần má? Cũng nói má nhiều lần rồi. Không mới nói giỡn mặt đi ra không? Rồi. Nó là chợ cái lỗ trẻ gì cũng chỉ má chân á. Đi chơi gì tôi có chuyện á. Rồi bên nhà bánh đi đứng đang lắc có chuyện bây giờ nè. Em đâu nghĩ mấy người đó làm vậy đâu. Tao thương mày đâu. Tao nói mày nữa kìa. Gì không đó. Thôi vậy không nói nữa. Chuyện này anh em Út nó bị dư hơi đủ chắc á. Chết mẹ người ta bây giờ. Mày nghĩ cho anh Minh mày bán. Anh Minh mày có trúng số không? Mày nói anh Minh mày trúng số 30 triệu mà 3, 8, 9, 10. Nghĩ bán mà, nghĩ bán bánh trang. Cái đồ mới nói tôi dắt anh em đi massage. Trời ơi là trời. Con dám nói chuyện của nó. Hồi lúc giờ tao quăng mấy cái đồ dơ mà trả tiền ngu ở đâu. Tao có khi nào tao ăn mấy cái đồ dơ mà trả tiền ngu ở đâu mà mày. Trời ơi là trời. Rồi. Má mà đổ bỏ tú. Đi nè. Đừng ơi, ông nội anh. Là chợ ơi, chợ ơi. Nội xấu thầy. Đi bảnh này. Đi bảnh. 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 Đi xuống. Đi đây giúp chàng khè rồi. Bắt tay xin lỗi rồi. Bây giờ mày nói sao cho tụi tao nghe một lần coi. Nói sai mày sai mà bên tay vậy. Tức. Giấu tay là thôi tao giết mày á. Ông nội chuẩn bị làm cái gì nữa kìa, ông lại đây. Trương Long chịu hổ. Rồi đi về bản đi. Rồi tự nhiên anh em nói chuyện với nhau từ từ rồi động tay động chân. Rồi ghế bọng mình chọi vậy nè. Đức. 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 Trời 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 tự nhiên mày quánh xa. Ngồi chứ. Mày em hút coi đâu nói nghe là làm gì là có gì còn sao. Mày nó không nghe lời. Cái này là gì em. Cái này là không nghe lời. Ông muốn quýnh người ta là quýnh gì. Mày nè mày muốn quýnh tao quýnh nó vậy. Người nào sai thì nó quýnh có ngờ. Mày sai nói cho nghe là em hút động tay đúng chứng là sao. Mày đồng ý sai vậy. Mày cho em sai vậy. Nói chứ không sai. Nói xấu không sai. Rồi sao sai. Hả. Trời ơi. Rồi mày nghĩ đi. Rồi lỡ như nó sai đi. Rồi nói cho nó nghe. Nói nhiều lần rồi. Sai lắm chứ phải có gì rồi sao. Nói nhiều lần rồi. Cái em hết rồi. Không vậy. Ba. Không vậy chứ. Nói nó không nghe thôi. Dạy thì cũng không nghe luôn. Dạy. Vậy mười ngàn à không có từ con cam mà quá không từ từ nó tính 10.000 cái chai nó uống gian dở mà họ tính trả lợi mà đang dở lợi tính bánh cây lên đầu 20.000 chai bia chén hết đó luôn nhiều
cây từ từ. Cái cây này thì mắc cái cây này 70 ngàn, 101, 40, 10, 10 là 35, 36, 7, 8, 12, 15, 15, 91. Trời ơi, 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 đi gần, đi gần. Trời ơi, trời ơi, bà Hải ơi, làm sao bà có giả, lấy cây giả cho ba.